Anh đang sáng ở trên màn hình, 2 giờ đêm vẫn còn lung linh. Quen chưa khuya như là bạn mình, nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa. Đêm mình thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước, dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói, khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói, vì mỗi người ta đều có hàng vạn nghìn người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em, gặp nhau mỗi đêm ở trong kênh chat nhỏ. Chấm đỏ tắt vào lúc mà trời lên, nhưng đam mê không ngủ quên ở trong căn gác nhỏ. Ngày từ ngày qua đêm, từ đêm qua tôi cứ trôi qua ngày, ngồi một mình nơi đây. Giờ gần gần anh em, dù ở phương xa cũng như một nhà. From me say with love. Vượt qua góc tối mà trời đang lên. Có những lời khi có cả lời tình, có những lời yêu thế là lời nhiều. Ta không cần khoe, không cần nhiều lời, thôi không cần kể tới cái chiều. Giảm cái nghề này 10 ngày, dài cứ như là 10 năm. Tôi sinh ra là người Tây, nhưng họ nói rằng tôi là người Chăm. Chăm vợ, chăm con, chăm làm, 100% mỗi khi nâng chén. Chăm on cho vài trăm ngàn anh em, lâu lâu lại nghe tôi chém. Không ồn ào và không ầm ĩ, dân đồng Lào nhưng mà sống giờ Mỹ. Miễn là được chơi cùng huynh đệ thì thôi, nó cứ phải gọi là hợp lý. Music game mình on the mic. Điều tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho độ tộc. Và khóa hết mồm mấy thằng trẻ châu. Ok. Cảm ơn Long nha. Yo. Xin chào tất cả các bạn. Chúc bạn tối thứ ba vui vẻ. Vừa đá trận bóng về mệt đéo chịu được. Mẹ trời Hà Nội bắt đầu nó chuyển sang mùa hè rồi, bắt đầu nóng rồi. Thở đéo thở được. Tôi đá mà đến mức cái đai thoát vị đĩa đệm tôi ướt mẹ hết, bây giờ tôi đéo đeo được. Mẹ giờ đéo có đai, ngồi thiếu tự tin về đài. Cảm đập trứng cút nha, cảm ơn bạn nhiều. Anh ơi, bao giờ con cú về nhà? Con cú chắc là phải nửa tháng nữa bạn ạ. Bạn cứ tính đi, từ lúc con cú lên stream đến bây giờ thì ui, tôi có bạn ấy vừa gửi cho tôi hôm trước, bạn vừa gửi cho tôi một đống ảnh con cú. Các bạn chắc là thôi, chắc các bạn cũng không thích xem đâu nhỉ. Trông nó cũng đẹp đấy, trông nó cũng cute đáng yêu đấy. Ơ kìa. Sao lại có cái miếng gỗ nó lòi mẹ ra trông buồn cười thế nhỉ? Không thể chấp nhận được. Thông cảm nhá, nay vừa thay nước cái bể cá xong bạn ấy bạn kéo ra nó bị lòi ra ngoài trông hơi bị ngứa mắt một tí. Nay có ghi bàn không anh nhá? Không bạn ơi, tôi dạo này đá ngu vãi cả đái ra. Tôi cố vào tôi chạy để tôi rèn luyện thể lực, cái cuối tháng đi đá Đà Nẵng cho nó đỡ bỡ ngỡ.
Nên là tính ra là còn đâu đấy khoảng 2-3 trận nữa để rèn thể lực. Với cả là đâu đấy còn khoảng 10 ngày để tôi có thể ra phòng tập, tôi tập chạy nữa. Cảm ơn Đức Long nhá, tí nữa đấy. Tí nữa cho các bạn xem ảnh mèo, nhưng mà có mỗi mấy cái ảnh thôi. Cảm ơn Chào nhá. Anh Độ bao giờ mở lại show kết duyên đi chứ giờ ế quá trời. Ui hôm nay tôi đi đá bóng, tôi vừa gặp bạn bạn mùa 3 tên là gì nhỉ? Hai bạn đầu tên là Trinh, bạn sau tên là gì? Mẹ tự nhiên quên cũ tên nhỉ? Bạn đéo gì mà các bạn chửi tôi là vô duyên đấy nhỉ? Cái gì nhỉ? Tự nhiên quên mẹ tên nhỉ? Thề ngáo thế. À bạn Quỳnh. Đúng mẹ, hôm nay tôi vừa gặp bạn Quỳnh xong. Nhưng mà hôm nay vừa đá bóng xong thì bạn ấy có ra, bạn ấy bảo là em chào anh Độ, em là Quỳnh Missy Dating mùa 3. Bảo ừ chào em, bạn đeo khẩu trang nên là tôi cũng không nhận ra. Với cả là lúc ấy đang đông người quá nên tôi chưa kịp hỏi bạn đấy là Quỳnh ơi. Hồi đấy sau đấy xong như nào để về có chuyện anh kể với cả các bạn. Tôi đang định hỏi để quay ra thấy bạn ấy đi về mẹ mất rồi. Để hôm nào tôi gặp thì tôi hỏi lại bạn ấy xem nhá. Tình hình là hôm đấy sau chương trình hẹn hò xong câu chuyện nó đi đến đâu thì phải update cho anh em cái chứ. Anh em có cái để anh em bình luận và bàn tán. Biến mất luôn. Bể rồi à? À thế hả? À? Các ông đỉnh nhờ. Kéo gì các ông cũng biết. Rồi. Cảm ơn Đức nhá. Ơ thì hôm nay chúc mừng sinh nhật hết tất cả những cái bạn nào mà có sinh nhật ngày hôm nay nhá. Không chúc riêng thì cũng hơi khó đấy. Chúc riêng cái tí nữa các bạn lại donate lên là mắm chết người đấy. Thông cảm bạn nhá. À đâu cái bể cá tôi nó bị mốc. Ui, tôi đéo hiểu từ ngày mà nó bị mốc đến bây giờ là thỉnh thoảng nó lại bị mốc. Thế hôm nay bạn ấy vừa thả vào một đống tép xong. Xong rồi thay lại nước một cái thì bảo là tại vì trước là xét đèn hơi nhiều, bây giờ lại chuyển đèn, nó đèn đóm ít hơn tí. Tôi không có thời gian để tôi chơi sâu. Với cả là cá nhân tôi thì những cái này tôi đéo kinh nghiệm, nên là tôi nghĩ là cứ để những cái bạn mà bạn ấy có kinh nghiệm rồi, bạn ấy setup, bạn ấy nói gì thì mình nghe đây. Các bạn thấy lọ son tôi đông nhỉ? Ở đây rơi mẹ vào tận trong này. Bôi tí son cho môi hồng như lỗ đít đi. Chúc mừng sinh nhật công nghiệp thế anh. À chắc là bạn mới xem tôi. Tôi từ khi làm đến bây giờ tôi chỉ chúc mừng sinh nhật những cái bạn nào mà hôm nay có sinh nhật. Thỉnh thoảng mấy cái bạn hay chúc mừng sinh nhật hộ bạn của em thì tôi khuyên các bạn là các bạn tự chúc mừng đi. Chứ tôi chúc mừng các bạn ok thôi, tôi chúc mừng hộ các bạn nữa thì nó cũng hơi nhiều. Cảm ơn anh Đức nha. Hài lốp bú bạn luôn. Cảm ơn bạn nhiều. Nào, không phải bây giờ thế mà từ ngày xưa tôi đã như thế mẹ nó rồi. Với cả đấy, thỉnh thoảng có mấy ông comment lên là anh đọc tên em đi. Đọc đéo ấy, mẹ. Giờ hơi. Đấy, đéo phải là phong cách live stream của tôi từ ngày xưa đến bây giờ nên các bạn thông cảm nhá. Các bạn mà muốn đọc tên, 4 giờ sáng hãy qua kênh của thầy Onip. Kênh Pino ở bên Nemo.tv các bạn nhá. Qua đấy bảo thầy đọc tên chăm lắm. Cảm ơn Hà Siếc nhá, các bạn nhờ. Tí nữa tôi cho các bạn xem mèo nhá. Anh chúc mừng sinh nhật nói rõ ngày tháng đi anh. Đỉnh quá em ơi, tuyệt vời em ơi. Cảm ơn Hoàng nhé, các bạn nhiều. Chương trình tuần này nhá. Hôm nay là đéo có gì. Tối nay anh em mình đá moi song. À nhầm, moi lick. Xin lỗi các bạn. Ngáo đéo chịu được. Cảm ơn Thức nha các bạn nhiều. Sang thứ tư, thứ năm và thứ sáu anh em mình sẽ có chương trình moi phim. Một hôm là những cái phim tuyển chọn xuất sắc nhất và một cái phim một hôm là những phim tuyển chọn lỏ nhất. Tôi với cả mấy anh em sẽ ngồi xem và các bạn nhớ nha, chương trình phim của chúng ta là các bạn phải theo dõi ngay từ đầu. Đấy, các bạn theo dõi xong rồi cuối buổi là chúng ta sẽ có một cái link để các bạn có thể vào các bạn vote. Đấy, chúng ta có hai cái giải đấy. Các bạn nào mà được top 1 thì các bạn sẽ được cúp, với cả là các bạn sẽ được phong bì của chương trình. Đấy, nó là như thế. Tháng sau tôi đang tính là chúng ta bắt đầu khởi động lại Moi Rap đi nhỉ. Ok chưa nhở? Một năm rồi đấy, bắt đầu làm là được rồi đấy. Cảm ơn Johnny nhá các bạn nhiều. Moi Rap thì tôi đang đợi xem không biết năm nay có rap Việt không. Năm nay có rap Việt thì tôi phải tính xem chương trình né ra một tí. Hết rap Việt rồi thì mình hãy làm Moi Rap. Hoặc là mình sẽ làm Moi Rap trước rap Việt để cho các bạn xem đỡ bứ. Với cả đỡ so sánh chương trình. Chương trình mình ao làng thôi hay bị chửi vậy đấy. Cảm ơn Chào nhá các bạn nhiều. Năm nay không có rap Việt à? Ô thế à? Có không nhở? Có chứ đúng không? Tôi nghĩ là năm đéo là chả có. Tôi chưa đi hỏi.
Hay là để mai tôi đi hỏi thử xem năm nay có rap Việt không. Nếu như mà không có thì anh em mình làm sớm. Còn nếu có thì anh em mình lựa thời gian ra lúc rap Việt làm thì anh em mình lé nó ra thì nó sẽ hợp lý hơn. À có thông báo rồi à? Thế để tôi hỏi xem là vòng casting không mà biểu diễn các thứ ở bên đấy là như thế nào. Một là mình làm trước hay là mình làm sau thì nó sẽ hay hơn. Sau Moi Rap thì anh em mình sẽ làm đến Moi Song. Moi Song thì chắc là tầm cuối năm là hợp lý. Thì chương trình thì vẫn như thế. Cuộc thi ao làng vui vẻ thôi. Đà Nẵng là 26 tôi bay. Hai chiều trưa ngày 26 tôi bay. Chiều ngày 26 tôi tập huấn. Tối ngày 26 free time nhưng mà chắc là cũng đéo ăn uống nhậu nhẹt được gì tại ngày hôm sau đá rồi. Ngày hôm sau đá và tầm chiều thì phải, tôi mới xem cái lịch xong. Chiều ngày 27 tôi đá. Chiều ngày 27 đá xong thì chắc là giao lưu với nhau tí thì trưa ngày 28 tôi về. Mà tôi vừa nhận được quả thông tin là ngày 29 cả nhà tôi đi du lịch. Trời ơi, một tin vui vãi cả cứt. À không, buồn vãi cả cứt, nhầm. Vợ tôi sẽ đi du lịch cùng bên nhà ngoại, cùng với mẹ Lý, cùng với bên nhà nội. Tôi thì không đi được tại vì tôi còn phải ngồi live stream. Tháng này tôi thiếu buổi quá, tôi vẫn phải ngồi nhà tôi làm. Vợ tôi đi từ tận ngày 29 cho đến ngày mùng 2. Ôi thật tuyệt vời, 4 ngày ở nhà một mình, ăn ỉa thế nào đây. Không còn các con, không còn vợ tôi, không còn mẹ tôi ở nhà, tôi sẽ buồn chết mất. Hu hu hu. Tưởng tượng đến là tôi đã thấy buồn nẫu ruột rồi. Tôi phải gọi mấy thằng em sang nhà ở cùng mới được. Ăn ở với nhau 4 ngày ở nhà anh Độ Missy, thật là hợp lý. Yeah. Và tất nhiên rồi, nó là dịp lễ mà, nên là chúng ta không thể thiếu được những ngày nghỉ, những ngày chia tay nhau để biết được chúng ta nhớ nhau nhiều như thế nào. Nên là tôi sẽ tính lịch xem nào. Hợp lý là tôi sẽ nghỉ vào ngày ui ôi, ngày 30 nó lại rơi vào thứ ba nữa, lại đúng ngày đi đá bóng. Tuyệt vời nhất là đá bóng xong đi làm cốc bia giải sầu này. Đúng đúng đúng, vợ con đi là buồn chết mẹ luôn, là phải uống mấy cốc bia vào để nỗi nhớ nhung vợ con nó ra giết. Ngày mùng 1 là ngày quốc tế thiếu nhi, các con lại không ở nhà, tôi lại còn buồn hơn nữa. Thế là tôi nghỉ ngày 30 với ngày mùng 1 là hợp lý này. Đấy, xong rồi ngày mùng 2 anh em mình lại comeback quay trở lại gặp nhau. Đấy, tôi tính lịch như thế, các bạn thấy hợp lý không? Mùng 1, à đấy là mùng 1 tháng 5 mà. À ở nhờ mùng 1 tháng 5. Thế là ngày quốc tế lao động. Ngày quốc tế lao động cả nước được nghỉ, tự nhiên lại mình làm thì cũng vô lý. Cảm ơn C3 nhá. Hy vọng một ngày nào đó anh off fan ở Mỹ ạ. Anh chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đấy anh sẽ được sang Mỹ. Thực sự luôn ấy. Anh sẽ sang Mỹ khi mà mọi thứ nó sẵn sàng, nhất là về khâu tiếng Anh. Anh học tiếng Anh xong rồi một ngày nào đấy anh sẽ sang Mỹ. Sang thử một lần xem nó như thế nào. Mỹ Đình, ừ đúng, ừ Mỹ Đình, Mỹ Tho. Sang Mỹ thì vỡ mồm cho xồm em ạ. Tiền thì đéo có, đời sang Mỹ vãi cả cứt thật. Rồi tôi sẽ quay cái vlog cho các bạn, ok chưa? Tôi nghỉ 2 ngày, tôi sẽ cố gắng quay cái vlog cho các bạn là nếu như mà vợ con không ở nhà thì tôi làm cái đéo gì. Đấy, hợp lý chưa? Cảm ơn Tùng nhá. Cho em hỏi áo Missy logo 2023 em giặt nó bị dính. Dính cái gì? Dính cái gì? Đợi tí, đọc cái donate cái. Má mày hôm nay xoang khó chịu thế. Xoang lằm, xoang lốn. Cho em hỏi áo Missy logo 2023 em giặt nó bị dính logo mặt trước sau lại, bây giờ bóc ra không được thì làm thế nào? Ủa em? Anh chưa gặp trường hợp nào nó bị dính thế luôn ấy. Em có thể cho anh xin cái Facebook hay là em vào Discord để anh em mình có thể video cu với nhau để xem cái trường hợp ấy như nào không nhỉ? Anh ngó cái để nhỡ sau này có bạn hỏi anh còn biết mà tư vấn. Cảm ơn Bình nhá, cảm ơn bạn nhiều. Sao lại vứt mẹ đi? Bạn buồn cười thật. Áo người ta quý, người ta mua, người ta về sưu tầm, người ta mặc tự hào mặc cái áo Missy. Tao là fan anh Độ Missy. Tự nhiên bạn lại bảo là vứt đi mẹ đi. Dỗi. Cảm ơn Thanh An nhá. Quy định tranh tài chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức vào tối thứ bảy tuần này các bạn nhá. Tối bảy tuần này tôi nghĩ là hợp lý này. Tôi thông báo với cả anh em nốt tuần đi, xong rồi chúng ta chuẩn bị đổi sang một game show mới. Game show mang tên là Bật Sồ Nảy Hính. Cảm ơn Phong Biêu, Phong Biêu nhá. Ừ, ok em nhá. Off fan để từ từ sắp tới anh em tính nhá. Nhật để tháng sau đi. Tháng sau anh em qua Nhật thì qua đơn giản. À không, Nhật xin visa hơi khó đấy.
Các bạn mới đâu đến nha. Có chơi trường nữ sinh nữa không anh? Em super quá. À, game phá đảo mẹ rồi bạn ạ. Anh bế hẳn con mèo xuống đây có được không ạ? Tôi mẹ tự nhiên tôi đi bế con mèo xuống dưới này dở hơi. Cảm ơn Khánh cô đơn nhá. Bây giờ tôi lên trên tầng tôi cho các bạn xem thì nghe nó còn hợp lý. Tự nhiên tôi đi bế con mèo xuống đây. Con mèo nghịch bỏ mẹ đi. Mà nó xuống đây phòng tôi sẽ có lông ấy. Không được. Lại còn năn nỉ nữa. Thề. Nghĩ xem. Thực ra là tôi cũng có thể nhờ vợ tôi là lên tầng lấy con mèo xuống đây cho anh, cho các bạn xem tí cũng được. Mà để xem có hợp lý không đã. Nhìn lại đi bế con mèo lại còn năn nỉ nữa. Cảm ơn Tú nha. Cảm ơn Tú, cảm ơn bạn nhiều. Ủa sao kênh lại đổi tên bạn vớ vẩn. Đổi thế đéo này. Thôi được rồi, tí nữa tôi bế mèo xuống phục vụ các bạn, được chưa? Một lần thôi nhá, không có lần thứ hai đâu đấy. Quen thân. Cảm ơn Cường nha. Tôi đã đi chùa Yên Tử đéo bao giờ đâu. Bạn bảo tôi kinh nghiệm đi chùa Yên Tử. Bạn có muốn nghe kinh nghiệm đi thác Bản Dốc không? Bạn muốn nghe kinh nghiệm đi hang Bắc Bó không? Bạn muốn nghe kinh nghiệm lái ô tô về Cao Bằng không? Tôi kể cho bạn hết cả một buổi live stream cũng được. Yên Tử tôi đã đi bao giờ đéo đâu. Bao giờ tôi được đi đã thì tôi kể cho. Cảm ơn Hoàng Phúc nha. Tí nữa check group nhá. Đợi tôi tí. Tôi nói chuyện một tí cho các bạn quên vụ con mèo đi đã. Cảm ơn Minh Nguyễn nhá. Ui tôi có dùng pot đéo đâu bạn ơi. Mẹ tôi bỏ thuốc lá lâu lắm rồi. Bạn lên đây bạn hỏi tôi câu hỏi nhạy cảm thế. Bạn mà muốn hỏi pot ấy, bạn qua kênh vào lúc 4 giờ sáng nimo.tv gạch Pino nhá. Bên đấy có ông thầy tay hình như là bị keo dính con mẹ vào cái pot hay sao ấy. Tôi thấy đéo bỏ ra bao giờ. Ngồi nói chuyện cứ cầm đung đưa như thế này. Bạn lên hỏi thì nó hợp lý hơn bạn đi hỏi tôi. Cảm ơn Đạt nhá. À, quên, hôm trước anh có nhắn riêng cả bạn Tuấn. Tại vì anh không có Facebook của mọi người. Tình hình máy móc thì anh chưa dám khẳng định với cả mọi người 100% là ổn. Nhưng mà tính đến thời điểm bây giờ đéo thấy nó hack nữa. Thì tôi nghĩ là chắc là máy tôi nó cũng ok mẹ nó rồi. Qua câu chuyện vừa rồi thì tôi, qua vụ việc vừa rồi thì tôi cũng đéo lưu phát biết gì ở trên trình duyệt Chrome nữa. Và thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ là mình sẽ để thời gian để trả lời. Hôm trước ở cái Discord đấy mấy anh em mình có ngồi nói chuyện thì nó lộ khá là nhiều thông tin ở trong đấy. Nên là tôi có bảo bạn Tuấn là thôi anh xin phép anh xóa cái Discord đấy đi. Nên là mấy anh em mà tối hôm đấy có vào hỗ trợ thì tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh em nhiều. Nhiều người hỗ trợ quá thì nó cũng tốt. Nhưng mà nó nhiều khi nó cũng không, nó cũng hơi bị loạn thông tin. Hôm trước thì tôi nhờ bên đấy hỗ trợ một cách rất chi là ok la rồi. Nó hơi mất thời gian một tí thôi. Tôi nghĩ là kênh hay là mail nếu như có mất thì chắc là nó cũng không mất được đâu. Mình có thể là mình đi nhờ được. Nhưng mà nó bị mất thời gian, nó ảnh hưởng tâm lý. Nhưng mà thôi thì coi như là cái câu chuyện mất kênh này nó đi qua mẹ rồi. Đừng nhắc lại nữa. Tháng này còn dài lắm. Bây giờ mới có 16 tháng 4. Còn đau đầu lắm bạn ạ. Nào, này lại bắt đầu ngồi spam con mèo nhá. Là đéo có con mèo cho xem đâu đấy. Lớn rồi, không chơi kiểu spam như thế. Lúc ấy năn nỉ nghe đọc còn đáng yêu còn dễ thương nhá. Bây giờ lại bắt đầu mẹ spam con mèo rồi đấy. Thôi nhá, tôi dỗi. Các bạn spam mèo nhiều quá. Nên là nếu như tôi bê con mèo xuống đây thì nhiều khả năng con mèo nó sẽ cướp kênh tôi. Lần sau là các bạn cứ chỉ spam con mèo thôi. Nên là tôi quyết định là tôi sẽ đéo mang con mèo xuống cho các bạn nữa. Bye bye. Chào tạm biệt con mèo. Làm gì man nhá. Mẹ đéo có cái đai kiểu ngồi lúc nó cứ bị trùng lưng xuống khó chịu thế à. Lướt group tí không nhỉ. Ui dạo này mẹ đéo game thì chơi luôn ấy. Hôm qua ngồi đến tận 5 giờ sáng liền ngồi với cả mấy thằng em. Mẹ ngồi với cả bạn Hiếu nữa. Cố tìm một con game nào đấy để có thể chơi được mấy hôm. Nhưng mà đéo biết chơi game gì. Thế
Ha, tối nay đông đủ nhất là anh em đá Moilic xong anh em làm tí vịt. Lâu lắm rồi đéo có clip vịt. Mà tính ra view của clip vịt vẫn cao. Clip đéo là cũng hơn 1 triệu view, chứng tỏ là người ta vẫn xem vịt. Thỉnh thoảng mình nên rỉa rỉa một tập kéo lại tương tác kênh. Hợp lý á. Cảm ơn Bình nhá. Hình như bên WeScan không hiện donate hả? Ơ sao lại không hiện nhỉ? Có mà bạn ơi, bạn nào có thể donate cho tôi khoảng nhiều tiền, một ít tiền ở bên WeScan để tôi test lại xem tại sao nó lại đéo hiện được không? Tại sao nó lại như thế nhỉ? À hệ thống nó đang lỗi sao tôi đéo vào được WeScan này. Tôi vào nhưng mà nó bị làm sao ấy bạn ạ. Ừ sao đéo vào được nhỉ? WeScan gạch Missy lỗi mẹ rồi. Ồ lỗi mẹ rồi bạn ơi. Lỗi rồi bạn ạ. Cảm ơn Tùng nhá. Em gửi anh ảnh áo qua Facebook á. Đâu, xem nào. Bạn Thanh Tùng đấy à? Ủa ôi, nghiêm trọng đấy Tùng ạ. À. Đâu để anh video cu mày, mày ngó vào anh phát xem. Nghiêm trọng thế nhở? Mẹ sao nó có thể dính như thế này được nhở? Ông ấy giặt bằng nước sôi à? Ờ ha. Em à? Em ở đâu em? À không nhầm. Em giặt bằng nước sôi à? Sao nó dính được nhở? Ảo thật đấy. Mẹ dính tùm lum tè le luôn ạ. Đâu video câu. Anh xem nào. Căng thẳng ấy chứ. Các bạn mới donate nhá. Hello anh. Alo em. Đây anh ơi. Chứ mày giặt kiểu đéo gì mà mẹ nó có thể te tua được đến mức đấy nhở? Em không biết anh ạ. Em giặt, mày giặt bình thường thôi. Nó bị... Đợi anh tí nhá. Đổi cam cái nhầm cam mẹ rồi. Ui mẹ, nhà mày đang bị động đất hay sao? Rung phành phạch thế nhở? Đâu anh xem nào. Đây anh đổi. Úi trời ơi. Em anh hỏi tí cái quy trình giặt máy của mình là như nào, em tả qua cho anh nào. Thì em cứ vứt máy giặt ra thôi anh. Ừ, thế mình lại vô tâm với cả cái máy giặt thế, mình phải có chế độ chứ điếc gì chứ, sao nó dính thế nhỉ? Giặt thường anh ạ. Bình thường em giặt nó không thế này đâu, thì em giặt này bị thế này thì em. Cho anh xem cái cổ áo mà, cái mác của cổ áo. Ừ, anh giặt máy suốt mà nó có bị làm sao đâu nhỉ? Ê nó bị cái gì che đen đen rồi mày ơi. Đây anh được. Đây mắt anh. Sai lờ à? Standard fit. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng 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 đúng. Đâu cho anh xem lại cái logo mặt trước, cho anh xem lại logo mặt trước này. Này là in cao thành sao nó lại giật, nó lại dính vào được như thế này nhỉ? Vô lý nhỉ. Anh hỏi tí không phải nhà mình dùng bột giặt gì đây em? Em nước giặt này ạ. Nước giặt à? Vâng ạ. Ừ, khó nhờ. Mày ở đâu em? Em ở... đang học tại Hà Nội. À, dạ. Hôm nào mày có khi phải ném cái áo này sang để cho anh phân tích, xong anh đổi cho mày cái áo khác nhé. Nhưng mà cái này là do mày giặt đấy.
Chứ còn đúng anh ở anh cũng giặt máy với cả các bạn giặt máy, anh chưa thấy cái trường hợp nào như này luôn ấy. Hoặc là có thể là cái chất lượng in này, để anh phân tích xem cái chất lượng in này có lỗi không. Thì có lỗi hay không thì nó cũng là thứ mà anh em mình đáng phải phân tích. Thì hôm nào vứt sang bên văn phòng anh đi, anh đổi cho mày cái khác. Sai lờ đúng không? Được, vâng. Ờ, cho anh xem lại mặt sau một cái em nào. Anh hỏi tí không phải chứ, em giặt xong là em sấy hay là em giặt xong em phơi? Xong em phơi. Thế à, lúc giặt xong là mang ra cái là nó đã bị dính vào nhau như thế rồi à? Vâng. Ừ, cái này theo khoa học thì anh có thể giải thích cho em là nó do cái nước bột giặt của em nó làm bào mòn cái này đi, sau đấy là tình cờ khi quay trong máy giặt nó bị dính vào với nhau, mà nó không phải dính một tí mà nó bị dính rất lâu, nó bị quay trong máy giặt xong rồi dính chặt vào nhau, nó bị tan ra, xong rồi là khi em mang ra thì nó đang bị dính, xong em bóc ra thì nó bị như này đúng không? Vâng. Ừ, ừ đúng rồi. Ừ, ok rồi, anh nốt lại, anh có cái Facebook của mày rồi nhá, hôm nào anh có gì anh nhắn lại cho. Dạ vâng. Ok ok, anh cảm ơn nhá. Vâng, cảm ơn. Chưa thấy cái trường hợp này bao giờ luôn đấy. Ảo thật đấy. Này chóc mẹ hẳn ra luôn này, đây bị nổ mẹ luôn này. Ui, cái này tôi phải cầm trên tay cơ thì xong rồi tôi lại đưa cho bên xưởng cơ để người ta phân tích xem là bị như thế nào. Không, cái này là do giặt các bạn ơi. Mà tôi cũng thể tôi chưa thể khẳng định 100% là do giặt được, nhưng mà rõ ràng là cái này là nó có vấn đề của nó. Làm cái đai về bán bạn. Trời ơi. Cái gì đây? Ui à. 20.000 tỷ. Kinh khủng nha. Cảm ơn Lý Sinh nha các bạn nhiều. Gớm ấy chứ. Phải Kalin thằng sọp. Chơi Pummer Party đi anh ơi. Ơ à, thằng kia đâu rồi? Có nha, thằng bố đâu rồi? Đâu rồi? Đi. Bên anh ạ, đang có phim anh ạ. Nó họp chưa nhỉ? Ui trời mẹ à, mày đang ngồi xem phim mày ký sinh cái đéo gì đây? Đéo phải ký sinh trùng chứ mẹ à. Con đấy phải đập lên 9, con đấy để 8 thì hơi phí. Vãi cả bìu từ năm 2017. Chào anh em, mình là mem mới. Ảo thật đấy. Mô hình giấy 3D Gugudak Misi Gaming máy dò Canada. Viewer già 36 tuổi, thâm niên từ năm 2017 đến giờ vẫn theo dõi. Gần đây nghiện mỗi xem vịt nên là nổi hứng là mô hình giấy vịt. Làm tất từ việc vẽ 3D cho đến giã file lắp ghép. Trước đã làm một bản và đăng lên bên nghiện Flex, nay làm bản chuẩn hơn. Wow! Cái thứ mà tôi quan tâm ấy, nó đéo phải là con vịt này nữa, mà nó là cái comment bên cạnh này này.
bị flop dị, ai đăng cũng trên 1000 like, ông đăng không nổi 100 like. Ông này bị vô duyên này. Ông này vô duyên cực kìa. Từ từ tôi bấm vào comment tôi thử xem là mẹ có ai đồng quan điểm với tôi là ông này bị vô duyên không. Nếu có ai bảo ông này bị vô duyên thì chứng tỏ là mình chắc mình mỗi mình thấy ông vô duyên. Vô duyên vậy đấy. Trong khi bài này của người ta được 12.000 like, 200 bình luận. Thế đéo nào nhỉ? Ban thì thôi thì anh em nói thế đó chứ ban thì ban làm gì. Nhưng mà như thế là hơi vô duyên. Hay là nó vô duyên thật nhỉ? Mẹ, hay là mình bị nhạy cảm với sự vô duyên nhỉ? Ừ, hay là ông bấm hả, ông xem mẹ mỗi cái video đấy chứ ông không xem cả bài đăng nhỉ? Thôi kệ mẹ, mình đang bị dở hơi rồi đấy. Ăn ba bộ. Ủa, thấy ra nhảy được nè. Tay ngủ à? Đéo nào mẹ xem. Xem top top mẹ Trung Quốc ấy. Toàn có mấy cọc quả chen vô chi vậy đấy. Mẹ toàn mấy triệu tim, sợ thật. Áo thật đấy. Cảm ơn Lộc nhé các bạn nhiều. Đó, mày lướt group đi xem nào. Anh ơi, cái này có bán ở khăn giấy nữa rồi. Tôi biết vụ này rồi. Tôi biết từ cái hôm tôi ở trong Sài Gòn rồi. Tôi gọi ngay cho ông anh tôi làm bên Cục Sở hữu Trí tuệ. Ông anh tôi bảo là bây giờ đầu tiên là phải làm cái giám định trước là xem nó giống bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà trông như này thì thôi giống với cả cứt rồi. Nó lại còn lấy đúng tên nữa. Ừ. Minxi nữa. Xong rồi bắn đúng vào logo, tẩy đúng cái nốt ruồi tôi đi. Sau khi giám định xong đã, xong rồi tôi mới xử lý tiếp các bạn ạ. Nó phải đúng quy trình của nó. Tôi không biết được là người ta bán được bao nhiêu cái rồi. Tôi cũng đéo biết được là ý định của người ta là gì. Nhưng mà rõ ràng bây giờ bảo là tự nhiên là cái logo này tẩy đi cái thành của người ta, hoặc là người ta vô tình người ta làm cái thương hiệu này, tôi đéo tin. Chả có thằng đéo là đi vô tình làm cái thương hiệu này cả. Nói thế luôn cho nó nhanh. Chắc chắn người ta phải có ý đồ gì đấy. Người ta cố tình người ta làm từ đầu. Ờ thì có thể người ta không biết tôi đi, nhưng mà đéo thể. Nếu như người ta lấy đúng cái logo này mà có cái nốt ruồi ấy, thì ít ra tôi còn có đâu đấy khoảng 10% trong não tôi tin là người ta tự nhiên bớ được cái logo này trên mạng về người ta làm. Đây người ta về người ta lại xóa mẹ cái nốt ruồi đi nữa, chứng tỏ nó phải có một cái vấn đề gì đấy. Người ta cố tình làm rồi. Rồi không sao, vụ tôi sẽ xử lý. Tôi đang xử lý rồi và tôi sẽ update cho các bạn trong thời gian sớm nhất khi mà có update từ bên Cục Sở hữu Trí tuệ các bạn nhá. Buồn cười vãi cả đái. Có giá vé sân Hòa Xuân rồi này anh em. 1.200.000 một vé khán đài A4. Khán đài B 1 triệu. Khán đài C 600. Tôi không biết gì về cái này nhá. Tôi chỉ tham gia thôi các bạn nhá. Một cái giá vé này là bên ban tổ chức người ta bán. Ok à. Cảm ơn Trung nha các bạn nhỉ. Ừ ok, sắp tới chơi siệp thiếp lại. Dạo này đang hot đấy, Đại Hải Trình. Như khi chơi cái đấy bắt được từ khóa ấy. Clip có khi lên trending. Mi si độ xe. Anh xem chưa ạ? Không, tôi tôi lâu lắm mà tôi không xem phim. Gần đây nhất tôi xem mỗi phim Mai với cả phim Đào Phở và Pino. Anh Độ chơi game này đi. À, game này của bọn Square Enix, tôi biết rồi. Nhưng mà game này chưa có Việt hóa bạn ạ. Game này game điều tra phá án, trông có vẻ là cũng hay đấy. Má hôm trước tôi vừa bảo thằng em tôi xong. Trời ơi. Người ta say vãi cứt rồi sang nhà. Hôm trước như này để tôi kể cho các bạn câu chuyện. Là tôi đi ăn cưới về. Mà hôm đấy tôi đã hẹn với cả em tôi là thằng em tôi mà đợt sang bên Úc. Nó dắt bọn tôi đi chơi ấy. Thằng em đấy thì lại chuyên làm nghề bầu sâu ca sĩ các thứ. Thì quen cũng nhiều. Xong rồi hôm đấy bảo là tối hôm nay anh em đi nhậu. Thì tôi lại hứa hẹn với nó rồi. Tối hôm đấy tôi đi rồi. Thì ăn cưới xong cái tôi chạy ra bên nó một tí. Nó lại bảo hỏi nó đang ngồi ở đâu. Anh em mình ngồi tí. Nó lại bảo đang ngồi ở nhà anh Hoàng The Man. Anh Hoàng The Man thì ngày xưa tôi sang nhà anh ấy nhậu một lần rồi, cách đây đâu đấy khoảng 3 năm. Thì tôi bảo thế để anh chạy qua nhà anh ấy luôn, tại vì anh ấy cũng có biết nhau.
Sau cái vụ nhậu đấy thì tôi với cả anh Hoàng thỉnh thoảng cũng có nhắn tin hỏi thăm nhau. Nên là tôi qua đấy lên phòng anh ấy ngồi chơi. Ngồi chơi thì hôm đấy phòng anh ấy thì đúng là phòng của ca nhạc sĩ. Anh ấy cũng kiểu trông chiến đét. Anh ấy cũng bảo tôi là lâu không gặp anh em mình lên song ca nhau một bài đi. Thì tôi có mò lên hát, thằng em nó quay mẹ nó lại. Nó quay lại, nó lại còn up mẹ lên Facebook. Dối với cứt mà lúc ấy say lắm rồi. Gọi là anh em vui vẻ hát nhau bài thôi. Ê, bây giờ hơi mẹ lên thì đăng cũ, lên cả TikTok. Mẹ. Dỗi, thực sự dỗi. Đây các bạn thấy tôi mặc đúng cái bộ đồ mẹ đi đám cưới. Tôi ngồi bên này một tí, ngồi chơi tí, anh em ngồi nói chuyện tí, xong rồi tôi lại chạy sang bên đám cưới. Mẹ cũng dở hơi, qua hôm đấy mẹ đang mặc đồ trông mẹ dress code màu đen. Mò sang bảo anh thông cảm cho em cái, em vừa đi ăn cưới về nên em ăn mặc trông hơi buồn cười tí. Em lượn được video 5 năm trước của Tùng Sói, đáng yêu quá trời. Thấy bên này bán khăn giấy logo quen quá. Đúng mẹ rồi đây bạn. Là nó đấy. Đúng nó luôn đấy. Không thì bây giờ anh em mình vào và mỗi người cho xin một report đi thì nó sẽ hợp lý hơn đấy. Tên là gì nhỉ? Ui dồi, tiệm của xoài à? Minci.minci. Đúng. Minci. .minci. Hay là người ta đang chờ đợi một ngày nào đấy để mình vào mẹ mình phát hiện ra cái kênh này, xong rồi người ta sẽ mẹ bán được nhiều hơn nhờ. Hay là mình đang dính cháp của người ta rồi nhờ. Vãi cả cứt, ủa làm nhiều như thế này á? Làm nhiều như này để bán luôn á? Cả một container đấy chứ đéo phải là ít. Kinh khủng. Báo cáo tài khoản. Giả làm người khác. Giả làm người nổi tiếng. Tìm kiếm tên người dùng. Đây. Giả làm tôi luôn. YouTube Minci Gaming. Là tôi. Ủa? Nó không cho à? Ôi sao cứ bấm mẹ sang nhầm kênh khác rồi. Thế làm nhiều thế nhở? Sợ thật. Ôi quả logo. Sợ thật đấy. Thế là bà chị này là người làm cái này xong rồi mang ra bán luôn? Hay là bà chị này là chỉ là người quay clip này lên để quảng cáo thôi? Ảo thật đấy. Sợ thật sự. Bán cái lương ớ, tiệm của xoài bán chắc là bán cả Shopee nữa. Shopee có không nhỉ? Từ đợi tôi tí tôi ngó nút. Shopee Minci Sun Sale Hot Minci Mabe cửa hàng trực tuyến Minci Store. Đéo phải bên này. Minci Top, Minci Skirt, gấu bông kỳ lân. Ê bên Shopee như đéo có đâu sao nhỉ? Tôi vào đây tôi gõ thử Minci. Giấy Minci. Giấy Minci. Ô đéo có. Thế chỉ bán trên TikTok. Thực ra là nếu như mà làm fake này bán thì nó cũng dở hơi lắm. Cái con đường mà bán hàng bây giờ các bạn chọn toàn là bán hàng online qua thương mại điện tử. Chỉ cần bị report xong bị xóa mẹ kênh đi xong rồi à xóa mẹ cái kênh TikTok này đéo bán được nữa, hay là xóa mẹ bên Shopee đi thì chết mẹ luôn rồi còn đéo nữa. Mà nếu như mà thực ra report thì nó không khó, tôi chỉ cần chụp cái ảnh mẹ quyền sở hữu trí tuệ của cái logo này của tôi lên cái xong rồi tôi gửi cho bên đấy, từ từ người ta xử lý như thế là cũng bị xóa mẹ nó rồi.
Nhưng mà cái tôi khó hiểu là tại sao người ta lại làm như thế thôi. Người ta nghĩ là làm như thế tôi sẽ không làm được gì mà người ta sẽ dễ bán hàng hơn. Hay là người ta nghĩ là đơn giản đấy là người ta thấy cái logo của tôi mà người ta cứ bắn vào đấy. Khó hiểu vậy đấy, ừ, khó hiểu. Và cái câu chuyện là cái chị ở trên clip này là cái chị chủ đi làm cái thương hiệu này để bán, hay thực ra là chị chỉ là một người nào đấy để được thuê về làm clip hay thôi. Khó hiểu vậy. Ra nếu như mà lôi lên trên mạng kiện cáo nhau thì nó cũng chỉ mất thời gian thôi chứ nó cũng chả được cái đéo gì cả. Quan trọng là cái mà mình cảm thấy nó khó hiểu là tại sao người ta lại làm như thế. Tôi là công an bên phường, mai tôi sẽ qua nhà chị làm việc nhé. Tự nhiên thấy nhiều comment tưởng được lên xu hướng ai dè. Ừ, khó hiểu vãi trưởng ạ. Thế ui ôi, không xóa đâu. Mẹ vẫn để video lắm các bạn ơi. Rất nhiều thứ tiêu cực trong một ngày. Em đang làm quét cờ bạc ở Canada thì có bị gì không anh? Em đang làm quét cờ bạc ở Canada. Tên là gì đấy .net, tỷ lệ 2.51 cao nhất thị trường. Kết quả được tính bằng mã giao dịch từ ngân hàng 100%, không can thiệp được kết quả. Em làm đâu không quan trọng. Quan trọng là em làm quét cờ bạc thì em đang đi lừa người khác. Anh nghĩ là sớm muộn gì đấy thì hậu quả nó không vào em, thì sau này nó cũng vào con cái của em thôi. Chúc em sớm đi tù hết. Cứ làm đi em, đừng sợ. Quả cáo lên đây thì nó đéo có tác dụng gì đâu. Anh nghĩ là các bạn viewer của anh cũng như là người xem của anh, người ta đủ thông minh và tỉnh táo. Sau rất nhiều lời cảnh tỉnh về tài xỉu, rất nhiều lời cảnh tỉnh từ cờ bạc, rất nhiều lời cảnh tỉnh từ việc lừa đảo, đến cả thằng chủ kênh đang ngồi đây còn bị mất mẹ ở kênh YouTube, thì viewer của anh không dễ bị lừa như thế. Em quả cáo lên đây thoải mái, em donate lên đây thoải mái. Anh block em đấy là việc của anh, nhưng anh chỉ muốn chúc em là em sớm bị đi tù thôi. Cố lên em nhé, hãy cứ làm đi em. Hôm nay người ta làm ăn lương thiện, mẹ vận xui nó còn vẫn vào người đây. Mình đi làm cờ bạc đi lừa người khác thì mẹ đòi có lộc có lá. Cuộc đời mà em. Game giả là phu hồ. Tôi biết bọn này. Bọn này từng donate lên kênh tôi mấy lần mẹ rồi, chứ đéo phải là một lần. Và tôi thấy tất cả những thằng mà phạm tội đều nghĩ là mình sẽ không bao giờ bị bắt, nên là chúng nó cứ làm thôi. Các bạn để ý những thằng trộm cắp vặt xem. Nó lấy được một lần là nó sẽ lấy lần thứ hai. Nó làm được là nó sẽ nghĩ là đéo ai bớ được nó. Rồi đến lúc bớ nó, lúc đấy mới thấy hối hận. Hối hận sẽ đến sớm thôi. Rồi em trông có quả ảnh trông tôi dã man con ngan, độc ác con tê giác vậy bạn. Trông vừa đen vừa bẩn. Cảm ơn nà mẹ nhé các bạn nhiều. Wow, cái quãng thời gian mà tôi đi sang nhập ngũ có lẽ là quãng thời gian mà tôi hủy hoại nhan sắc của tôi nhất đấy. Mặc dù nhan sắc của tôi lúc đấy không có gì, nhưng mà tôi nhớ cái đợt đấy về da tôi bị chóc ra thành từng mảng luôn ấy. Đổi lại là nó được chuỗi 7 ngày vô cùng đáng nhớ. Tuyệt vời. Flex chữ ký của anh Độ Mi Xuê. Michigan. Cháu phạt lớp 7 của chú vẽ tặng chú. Mấy hôm có chuyện không vui, cháu cũng hóng hớt được từ người lớn xong buồn buồn. Hôm nọ xin mẹ đi ăn xài vì trường để ủng hộ chú rồi về vẽ nhờ mẹ gửi tặng chú, mong tinh thần và tâm trạng của chú tốt lên phần nào. Mẹ đây hình như là Facebook của mẹ cháu hay sao nhỉ. Chú đang định bàn mày lớp 7 mày đã ngồi xem rồi lại còn tự khai là cháu lớp 7 nữa. Đề nghị phụ huynh của cháu lớp 7 này là thu ngay điện thoại của cháu, không cho cháu xem nhá. Nhưng mà bức ảnh cháu vẽ là đẹp, chú cảm ơn nhá. Nhưng mà cháu còn bé quá, thỉnh thoảng chú nói bậy với chú, nói đéo. Với lứa tuổi dưới 18 tuổi nó cũng là nói bậy mẹ nó rồi, nó không tốt một tí nào cháu ạ. Thôi
giá điện thoại cho mẹ đi nhá. Chú xin phép là ban hai mẹ con ra khỏi group. Xem vào từ lúc nào đã. Vào từ năm 2020 nữa. Chết. Đấy, mày vẽ thề bây giờ chú mới để ý. Trông kìa. Thấy chưa? Đến lớp 7 mày đã vẽ tay chú cầm cái USB là đéo được. À nhầm, là không được rồi. Tội lỗi thực sự. Không được cháu. Nhất quyết chú phải ban hai mẹ con ra khỏi group. Không thể để tình trạng này xảy ra được. Nhưng mà ảnh đẹp, nó sẽ đẹp hơn nếu như không có cái USB này cháu nhá. Cảm ơn Thiên Kim nha các bạn nhiều. Nó là cây bút tẩy à? À đấy à, nó là cây bút xóa. Anh chơi game kinh dị Silent Breath đi anh. À tôi phá đảo rồi bạn ơi. Ui 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 ui. Mẹ gặp mặc áo refund đi trượt pa tanh. Đỉnh cao bạn ơi. Hả? Cái gì vậy? Vẫn cố quảng cáo. Có con 8 tháng ở nhà chăm con full time để vợ đi làm, cảm thấy quải ghê luôn anh. Tối mới rảnh rảnh yên tĩnh con anh Độ. Có con 8 tháng ở nhà chăm con full time để vợ đi làm. Có con 8 tháng. Tức là con chưa cai sữa mà lại ở nhà full time để cho vợ đi làm, mà lại còn cảm thấy oải ghê. Tối rảnh yên tĩnh. Nó sai ở chỗ nào ấy nhỉ? Nó đang bị sai ở đâu ấy nhỉ? Nó đang hơi ngược thì phải bạn ạ. Tất nhiên là ở mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nhưng mà nghe đọc qua thì tôi thấy nó hơi ngược một tí. Nó cấn cấn ở chỗ nào ấy. Funny Moment 18 bị trùng mấy cái. Hôm qua tôi giải thích rồi nha. Ui. Mẹ mày giống con tôi thế. Sợ dã man à. Đúng rồi, con tôi đấy. Ấy, suốt ngày hip hop. Đau đầu lắm các bạn ạ. Hãy thử có hai đứa con như tôi. Lúc nãy tôi về nhà, chúng nó đang chơi trên tầng. Tôi tranh thủ tôi vào tắm. Đang tắm mà nó cứ đập cửa. Bố ơi, bố mở cửa cho con với. Mà mẹ mình đang tắm, mình cũng đéo ra được, lạnh vãi. Cứ đứng ở bên ngoài. Bố ơi, bố mở cửa cho con. Mẹ mở cửa ra, bạn biết nó là gì không? Hôm nay cô giáo bảo con là bố phải đưa con đi học, với cả bố phải đón con về. Nhu Nhi nó bảo thế. À, tôi bảo nó là ok, bố hứa với con mấy hôm tới bố sẽ đưa con đi học, xong rồi bố sẽ đón con về. Anh Độ ơi, trước khi đi Thái anh có hứa chơi chi la ạt á, anh không biết bây giờ anh có ý định chơi không ạ? Có bạn ơi, tôi đao sẵn về rồi nha. Hôm tới chơi nha. Úi giời. Sao lại có cả cái cảnh mẹ đi đánh bia này nhỉ? Sao tôi chưa mở được nhỉ bạn nhỉ? Anh ơi, bán lại lót chuột đi, em mê quá. Hết hàng rồi bạn ơi. Tôi gửi lời xin lỗi các bạn ở trong Sài Gòn ngày hôm đấy, mà nhỡ các bạn ấy đứng đợi tôi lúc ấy ra tôi say quá rồi. Tôi đéo nhớ một cái gì nữa. Cái thứ mà tôi nhớ trong đầu đấy là vợ tôi đâu. Tôi vẫn phải tìm vợ tôi. Bạn thông cảm tôi cả nhá. Ui. Ui. Ui.
con cú của tôi sau này trông nó cũng sẽ như này đấy. Trông đỉnh thực sự. Đây đây, tôi cho các bạn xem con cú của tôi nhá. Lại hứa với các bạn rồi nhá. Ủa, thằng xe me gọi nhỡ mẹ đéo gì nhỉ? Tôi xin 30 giây tôi gọi thằng Hiếu bạn tôi cái. Sao cái đéo gì mày gọi tao xong mày lại hỏi tao sao độ ơi? Đây 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 đây, đây, đây tao lên live stream tao cho mày xem. Nha nha nha. Má. Nó gọi điện vào cho tao xem con mèo ạ. Dỗi đéo chịu được. Con mèo hả? Đợi tí nhá. Nhưng mà tôi có ảnh thôi nhá. Còn con mèo kia thì chắc giờ nó đang ngủ rồi. Các bạn thương con mèo nhà tôi đi. Hôm nào tôi sẽ bế xuống cho các bạn xem. Con mèo hả? Đâu với nhờ? Đây, con mèo đây. Quấy. Sinh không? Đây là con cú. Hôm trước bạn ấy hỏi tôi là anh ơi, con này phải làm giấy tờ khai sinh nên anh phải đặt tên cho nó luôn. Con mèo nhà tôi đang tên là Cá. Tôi sẽ đặt tên con này là con cú. Đấy, con cú đây. Nhìn con cú này. Sinh chưa? Cú te chưa? Đẹp chưa? Nó ngáp này. Nhìn nó cu te này. Mắt nó long lanh này. Nhìn đỉnh chưa? Đấy. Đây là con cú các bạn ạ. Đây là em Thìn này. Nhưng mà chưa biết là trai hay gái. Nhìn này, mặt tay nó lại còn che mặt đi nữa chứ. Trông có khó chịu không? Đây cái bể cá tôi bị mốc này. Nó bị rêu này. Úa cây rồi này. Hôm nay vừa mới xử lý lại xong. Chưa gì đã có tơ nhện ở đấy rồi này. Nhìn cái gì nhỉ? Hôm trước tôi vừa xem trên tweet có một ông làm quả vẽ 3D quả phòng livestream của ông ấy trông đẹp vãi đái. Tôi đang định là vẽ lại phòng của tôi. Nhìn này, ông vẽ lại quả phòng đẹp vãi cả trường này. Sao video đéo chạy được nhỉ? Video bị lỗi mẹ rồi. Đây hôm trước tôi đi chụp ảnh cho thăm dắp nhưng mà tôi không cho các bạn xem được, các bạn thông cảm nhé. Đây có một cái ảnh nhỏ nhỏ trước tôi ngồi họp với cả Pique nhưng mà tôi cũng không cho các bạn xem được, các bạn thông cảm nhé. Đây vụ khăn giấy Missy tôi biết từ hôm trước rồi này, Mansi này, tôi đang xử lý rồi các bạn nhé. Giờ tôi đi quay phụ kiện có quả vòng tay phà kè nhưng mà đeo vào thấy đẹp tay, trông kiểu sang hẳn lên một level mới. Nên là tôi chụp cái ảnh lại để tôi xem, biết đâu sau này tôi có tiền tôi sẽ làm cái vòng như thế. Đấy, tôi lấy điện thoại để tôi đo lại xem cái cỡ vòng nó bao nhiêu. Ui, đeo lên trông sang vãi cả cứt. Thế lâu lắm rồi tôi không đeo lắc bạc. Đình 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 đình. Đây là tôi đi quay về nhưng tôi thấy con chó cứ chửi nhau với tôi. Thế tôi cũng rảnh quá, tôi đang đợi taxi nên tôi cũng chửi nhau lại với nó. Gấu. 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 Mẹ ấm chửi xong rồi vươn vai. Chửi bị mỏi người à. Tôi cũng rảnh các bạn ạ. Thế là hôm trước tôi sang nhà Chris chơi. Trước khi đám cưới Minh Tú thì tôi có qua nhà Chris xong rồi. Tại vì tôi chưa qua nhà nó bao giờ. Nhà nó lại ngay gần chỗ cưới nên tôi qua đây chơi xong rồi tí hai anh em đi với nhau luôn. Ui, trông này. Nó sưu tập nhiều thẻ vãi. Bộ sưu tập One Piece của nó. Chất vãi trưởng ạ, toàn thẻ là thẻ. Xong rồi đây có quả nút kim cương này. Kim cương. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái nút kim cương ngoài đời thật. Vãi biêu, lần đầu được nhìn thấy nút kim cương ngoài đời thật. Nặng thế nhờ? Nặng lắm anh. Cầm thử lại. Ủa ôi, nặng hết mẹ, một tay không cầm được ạ. Nặng vãi biêu luôn ấy. Nhưng mà Chris nó không chịu lau cho nó bóng. Không, em... chắc là thằng nào vào phòng cũng sờ nên là nó bị. Em lau rồi á, nhưng mà không có lau để bóng được lên được nữa. Cứ dơ hoài luôn.
Nó hơi giật, các bạn thông cảm. Sắp tới tôi xem lại xem là tại sao nó bị giật, nó do phần mềm ấy. Đây là cái nút bạc đời đầu này. Nút bạc này chỉ có mấy ông đời đầu mẹ, cái nút này là nút đỉnh cao vậy đấy luôn ấy. Còn bên mấy cái nút bạc sau thì trông nó bị xấu hơn. Cái này giống cái nút hơn. Nhà nó lại còn có cái này nữa này. Chất cực. Ê. Cái này là để chơi game đối kháng đánh nhau ấy. U tê vậy. Rồi bỏ qua đống anh cưới đi. Đây là thằng Nhu Nhi ra sân bay đón bố. Các bạn biết tại sao tôi phải mở cửa sổ không? Mấy thằng con tôi đánh rắm nhưng đéo thằng nào chịu nhận cả. Thối u mẽ cả xe lên. Thế là tôi phải hạ kính xuống cho gió nó lùa vào, không thì cả xe sẽ bị chết mất. Bực đéo chịu được. Làm gì kéo kính lên cho bốn. Kéo kính lên. Ok. Đây con Z 1500 tôi hôm trước tôi đi ăn phở. Đây là tôi trông thằng Nhu Nhi xong rồi tôi ngủ mẹ mất, buồn ngủ vãi. Đây là hôm vợ tôi chụp cái ảnh tôi bị say ở về nhà tôi say vãi cả cứt, tôi đéo nhớ gì cả. Anh ổn không? Đâu, xem quay ra đây xem ổn nào. Trước khi ngủ anh vẫn biết tháo hồ, chứng tỏ là anh vẫn ổn. Tháo không bông tai nữa. Thế bây giờ không ổn thì sẽ không tháo được á? Không phải, nếu như mà không ổn thì anh sẽ đi ngủ với bông tai và đồng hồ. Thế thôi. Đấy không? Mẹ, một người đàn ông trưởng thành là một người đàn ông đi uống rượu bia về ngoan vãi cả cứt. Không bao giờ nhiễu, không bao giờ to tiếng. Cứ mỗi lần tôi say rượu về là tôi lại hiền hơn, tôi lại ăn nói nhẹ nhàng hơn. Tôi lại hay thể hiện tình cảm với vợ con nhiều hơn. Thế nên là cái việc mà tôi đi nhậu được gia đình ủng hộ hết mình. Chứ các ông thử, các ông đi uống rượu về, các ông nói to, các ông nhiễu, các ông quát tháo xem. Đéo thằng nào thích ông đi uống rượu nữa. Bài học cuộc sống đấy các bạn ạ. Hãy lúc nào cũng phải tỉnh táo trong mọi trường hợp, nhất là kể cả khi say rượu. Đấy là kinh nghiệm của tôi thôi. Ừ. Đây cái bể hôm nay tôi vừa mới sửa lại đây các bạn. Thả thêm mấy con ốc với cả mấy con cá với cả mấy con tép vào để cho nó. Để cho nó. Đây đây có mấy con tép này. Trông ghét vậy. Để cho nó ăn bớt mấy cái rong rêu bẩn bẩn đi. Ơ mẹ sao cái phần mềm mấy bữa nó giật thế nhở. Mai tôi phải xử lý xem nữa. Cảm ơn Tiến Gaming nhá. Tôi không phải là tôi cố gắng khi mà tôi say rượu về tôi cảm thấy là tôi hiền hơn, mà là bản chất con người tôi từ ngày xưa đến bây giờ nó đã như thế rồi. Và chỉ là sau bao nhiêu mấy chục năm uống rượu về tôi thấy là cái tính đấy nó tốt và được gia đình ủng hộ, đúng không? À, thằng đồ đi nhậu say về rồi ấy. Ừ, ấy, nó lại say kìa. Đấy là một việc kiểu rất bình thường, tại vì cả nhà tôi thấy kiểu khi tôi say rượu về tôi hiền vãi cả đái. Tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. À hôm nay tôi vừa nhận được cái tranh của bạn Thục Phạm rồi nhá. Hôm nay tôi qua công ty tôi có bác về rồi. Trong này có một cái bức thư nữa. Ông Độ thân mến, tôi là Thục Anh. Con đường tặng tranh của tôi cho ông chắc trở quá. Sau khi lê la các video của ông trên TikTok để nhờ anh em kết nối thì anh em có chỉ tôi join vào trong group. Mà lúc đó group của ông đóng cửa. Tôi ra đảo. Thế rồi lớ ngớ tôi lại vào group phà kè, nhưng trộm vía cũng được anh em trong đó support. Một sáng đẹp trời tôi ngủ dậy và nhận được tin nhắn của cậu em: chị ơi anh Độ duyệt rồi. Kèm ảnh cáp màn hình cái tranh của tôi thù lù trên like của ông. Cũng buổi sáng hôm ấy sau 10 phút thì tin ông mất kênh. Cô em tôi bảo để đợi ông xử lý xong vụ này hãy tặng tranh. Tôi rình mãi thì cũng chả gặp được ông vì nghe nói ông đi Thái Lan. Thôi thì xin đành ôm tranh đến Missy Beauty gửi ông kèm theo tâm thư này. Tôi về núi tu luyện thêm để chờ ngày gặp trực tiếp ông. Biết đâu lúc đó ông sẽ... Chốt của tôi trục đơn, thật là hy vọng. À ừ, đấy. Đấy là tin cái tranh của bạn đấy thì tôi đây, cái tranh của bạn đấy đây.
tôi ra tôi chụp cái ảnh. Đấy, đấy là cái tranh của bạn đấy. Đây, tôi để tạm ở đây. Tại vì nhà tôi hết chỗ để rồi. Đấy, các bạn vừa nhìn thấy cầu thang nhà tôi đúng không? Cầu thang nhà tôi là tôi xếp tranh của các bạn tặng. Tôi để ở đấy kín mẹ hết rồi. Còn tầng 3, tầng 4, tầng 5. Đấy là những chỗ mà tôi có thể để được những cái tranh của các bạn. Còn nhiều cái tranh nữa thì vẫn đang cất ở trong tủ ấy. Tại vì tôi đéo có chỗ để. Sau này biết đâu ấy, tôi làm được một cái phòng nào đấy. Hay là tôi sẽ treo hết tất cả những cái tranh đấy lên sau. Cái mèo bây giờ không lên tầng được. Thôi rồi, mà hôm tới tôi sẽ bế con mèo xuống cho các bạn xem nhá. Chứ hôm nay bảo để bế con mèo xuống thì nó hơi khó. Đợi tôi tí tôi cất cái điện thoại đi đã. Trời ơi, thế này cũng lên bài được. Thế Trang Misi chia sẻ status từ tận 10 năm trước, công khai tình tiết thú vị về lần đầu hẹn hò cùng chồng. Theo đó, Trang Misi đã chia sẻ cảm xúc hồi hộp, háo hức trước buổi hẹn hò đến mức chẳng ăn nổi cơm. Sau đó vài tiếng, cô nàng lại có thêm một status la 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 đầy yêu đời. Đây hẳn là bài đăng thể hiện buổi first date hoàn hảo. Sau khi gửi kỷ niệm tận 10 năm trước cho chồng, Trang Misi lập tức nhận lại tin nhắn cà khịa từ độ Misi lêu lêu đồ say đắm trước vẻ đẹp của anh. Holy fuck. À, thế này cũng lên thành một bài báo được. Đâu hiểu kiểu gì. Wow, anh độ quảng cáo game mới. Hả? À? Game đấu thế, đấu thần tuyệt thế. Tôi còn đéo biết game này là game nào mà. Ui dồi ôi, nó lại còn photoshop cái laptop này lại thành cái chữ đấu thần tuyệt thế nữa. Mẹ là nhà phát hành game thì bỏ tiền ra mà book KOL về mà quảng cáo, đi lấy clip của bên Liên Quân về. Tôi nói hơi nặng lời chứ tôi thấy quảng cáo kiểu này hơi rẻ rách. Tôi quyết định là đéo đầu tư. Anh Độ trên đại hải trình truy tìm kho báu. Thì có cái ảnh này chúng mày ghép, ghép khắp nơi. Từ có tóc cho đến mất tóc. Từ áo ba lỗ cho đến cởi trần. Ảnh huyền thoại đó chịu được. Con cú nhà anh lớn lên sẽ y hệt con nhà em như này này, em thề. Wow, ôi con này mặt trông hiền nhỉ. Con này trông mặt xinh vậy đấy. Cá gì đây? Cá RGB. Có cá RGB. Ui, cá này nuôi theo đàn được này. Hợp lý này. Cá bạn đi nô nha các bạn nhiều. Trang này có được kêu gọi donate kìa anh. Nghe mùi húp comment chửi nó quá trời. Đây, giới thiệu. Đây, tôi lại review lại câu chuyện này cho các bạn. Nó là kênh này. Và nó sẽ bay màu sớm rồi. Hôm trước Pan Misi Riap, tôi không có ý gì cả nhé. Nhưng bạn này là bạn đã gửi mail cho tôi và bạn ấy bảo là em muốn Riap lại hết tất cả video của anh để mọi người có thể xem được ở trên YouTube vào ngày hôm sau và có thể lưu giữ được video làm kỷ niệm. Tôi đồng ý. Với điều kiện là không liên quan gì đến chi phí các thứ, tắt kiếm tiền đi. Bạn ấy đồng ý rồi. Nhưng tự nhiên hôm nay tôi nhận được inbox của các bạn khác là kênh này kêu gọi donate. Đâu rồi? Có bài donate đâu rồi? Đây.
Trong tuần này nhận khá nhiều mail việc donate qua tài khoản ngân hàng và Playdua. Hiện tại em không nhận donate qua tài khoản ngân hàng nhé. Em chỉ nhận donate qua Playdua thôi. Tất cả ai kêu gọi donate tài khoản đều là giả. Em chỉ dùng Playdua này. Đây là link donate chính thức của tài khoản khác, không phải em. Tất cả những ai donate tháng 11, tháng 12 em sẽ back lại cho anh Độ. Thế là thôi. Kênh này chắc chắn là bay rồi đấy. Đéo nói nhiều. 4 tiếng trước. Hôm nay kênh dính một gậy 3 video MeTube. Lên 3 video ngày của anh Độ nhé. Ừ. Tôi đánh đấy. Tôi nói thẳng luôn là tôi đánh đấy. Nó sai với tất cả những cái gì mà chúng ta đã nói từ đầu. Tôi đéo biết được là... Thì tôi đã bảo từ lần trước rồi mà. Nó từ cái câu chuyện group của Refund Gaming từ ngày xưa. Em làm kỷ niệm, em hứa không bao giờ em bán. Cái group đấy bây giờ bán xong rồi đấy. Hơn 200.000 thành viên. Bây giờ lại đến cái câu chuyện này nữa. Sau quả này nhá, sẽ đéo có một cái kênh rep nào nữa. Tôi thề cả các bạn luôn. Đéo bao giờ có mấy ông rep này. Thôi, cái nào hay ấy thì anh em mình sẽ làm clip up lại lên trên YouTube sau. Bọn tôi sẽ edit lại. Chứ còn bây giờ mấy kênh rep kiểu này tôi đéo tin, tôi mất niềm tin vãi cả cứt. Cảm ơn Tu Hoàng nhá. Cảm ơn nhiều. Khoảng hơn một tuần trước, Mương 14 có lên bài video short trên YouTube so sánh về độ nổi tiếng của anh với ca sĩ MTP. Tôi chia sẻ với các bạn về cái góc nhìn của tôi nhé. Tôi không nói riêng về cái kênh kiếc gì đấy. Nhưng mà cái người lên những cái bài như thế thực sự là người ta có cảm thấy vui và thỏa mãn khi bên dưới người ta cãi chửi nhau không? Vào bình luận. Hôm rồi tôi đi một cái đám cưới. Và sau cái đám cưới đấy tôi thấy người ta lên một cái bài về việc một chị nào đó kiểu như thế nào trong đám cưới. Và bên dưới người ta chửi một cách hả hê. Và đấy đúng là mục đích của người ta khi lên một cái bài như thế. Tôi không biết được là, tôi không nói cụ thể là ai. Tôi cũng không biết được là quá khứ hay là như thế như nào. Nhưng rõ ràng một cái đám cưới khi mà mọi người đi, mọi người vui vẻ, không ai quay phim chụp ảnh cả, chỉ lách những cái ảnh đấy ra thôi, bắt đầu lên một cái bài và để mọi người chửi bên dưới. Cảm thấy nó bị hèn. Và tôi cũng đéo biết được là... Tôi cũng đéo hiểu, thực sự tôi cũng đéo hiểu luôn. Đúng, nó là clickbait đấy bạn. Nó cố tình lên những cái bài đấy để bên dưới người ta comment cãi chửi nhau đấy. Và những cái người mà cãi chửi nhau bên dưới thì nếu như mà để mà đánh giá thì biết đéo được, mẹ toàn nick clon hoặc là toàn những người ở đéo đâu ấy và cãi chửi nhau. Nhưng hãy nghĩ đến cảm giác của những người trong câu chuyện đấy khi đọc đến những cái bình luận đấy. Tôi đéo hiểu. Khó hiểu vãi đái luôn. Và thật buồn cười là đấy là một trong những cái trang mà rất nhiều người xem. Mà người ta vẫn làm như thế. Việc công kích, việc hạ bệ, việc bôi xấu người khác, hoặc là dắt để mọi người có thể bôi xấu một cá nhân nào đấy, đấy là một hành động tôi cảm thấy hèn vãi cả cứt. Tôi không bênh một ai cả. Tôi đéo liên quan gì đến cái câu chuyện đấy. Chỉ là tôi cảm thấy khó chịu nếu đặt mình vào người ở trong bài báo đấy. Thế thôi. Tôi nhớ trong một cái buổi live stream nào đấy, cách đây đâu đấy khoảng hơn một năm, khi mà tôi bị một cái chuyện gì đấy tôi không nhớ lắm. Nhưng tôi đã từng nói là xin đừng bao giờ lên bài về tôi nữa. Nói thẳng cái báo đây luôn. Nhưng mà trông có vẻ là ừ thì chắc người ta tự do ngôn luận, hay là người ta là nhà báo, người ta thích viết gì thì viết, người ta thích thì người ta cứ viết thôi. Tôi cũng đéo làm gì được người ta, nói thẳng thế luôn cho nhanh. Nhưng mà tôi cảm thấy kiểu càng ngày nó càng thế đéo nào ấy. Thế người ta bị... Cảm ơn Trường nhá, các bạn nhiều. Kênh đấy còn đang làm thêm một kênh dự phòng á. Thôi bạn ơi, yên tâm. Mấy cái đấy thì nó đơn giản, mình report nó dễ mà. Tôi chỉ là streamer. Tôi làm những cái gì mà tôi thích. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn chơi game, tôi vẫn ngồi nói chuyện với cả các bạn. Và có cái gì tôi cảm thấy khó chịu, tôi luôn nói thẳng với cả các bạn luôn. Chứ đéo phải là tôi sao số, hay là đéo phải là tôi so sánh fan phiếc. Tôi đéo bao giờ tôi làm những cái đấy cả. Đéo bao giờ tôi công kích một ai ở trên live stream cả. Trông kiểu mẹ. Cảm ơn Bảo nhá.
Em có con cú hàng Shopee đây. Xe chạy Grab của em. Đẹp em ơi, đẹp. Chiêu cùng anh ngồi làm việc, có anh nói chuyện đỡ trống vắng hẳn. Nhưng anh hay nói phét về khoảng lương hai lương năm cũ á. Tôi có nói phét đéo đâu. Ổ quá. Tôi bảo các bạn rồi. Sau này các bạn sẽ biết. Trong cuốn sách về cuộc đời tôi, hiểu không? Tôi sẽ viết sách. Lui già tôi nhớ được cái gì tôi sẽ viết cái đấy. Trong đấy tôi sẽ tiết lộ mức lương của tôi. Cho tôi tiết lộ là vào ngày hôm nay, ngày 16 tháng 4, vừa bạn xì chết donate cho tôi, vừa có bạn Tùng donate tôi một đô đấy. Tất cả những cái bạn donate hay là đăng ký hội viên, ngày hôm nay có 3 bạn đăng ký hội viên, tôi nhớ hết, tôi sẽ ghi trong quyển sách đấy hết các bạn nhé. Anh à, có quá đáng lắm không nếu như anh? Hết tốc rồi em ạ. Chịu rồi. Vào việc này anh ơi. À rồi, ok, không sao em ơi. Mình sẽ report dần dần em ạ. Cái này cần phải có thời gian, nên mình không vội vàng được. Vội vàng chỉ để hỏng việc thôi. Người cần vội là người ta đang cần bán đi thật vội, mình cần đéo thì vội. Em người ta bán, người ta là người bỏ tiền ra, người ta in logo bao bì, người ta đi nhập hàng về, người ta bán mà, người ta đang cần vội chứ. Mình cứ report từ từ, làm đúng quy trình, giám định từng tí một. Sau đấy là mình report sau. Anh Hùng Master. À, bọn tôi toàn gọi là anh Hùng Thông Lao bạn ạ. Anh em cho tôi xin nhạc nền like của anh Độ với anh em mê quá. Bạn gõ ngay vào đây cho tôi, ông tội làm trời anh chưa. Nhầm, ông trời làm tội anh chưa. Đấy, nhạc nền tôi đấy. Bao nhiêu năm tôi chỉ bật đúng cái nhạc nền này thôi. Ngày xưa có nhạc nền này nữa, tôi không biết các bạn nghe, các bạn có nhớ không? Đây, ngày xưa tôi dùng cái nhạc nền này cách đây khoảng 3 năm. Rồi, hôm trước tôi cài Win, tôi mất cũ nhạc nền này rồi. Xin lỗi các bạn nhé. Ngồi nhậu như này vui anh ơi. Hưởng nha. Ủa khiếp, con mèo trông creepy thế. Con mèo lại còn tên là MCK ạ. Thôi nhờ, 12 giờ kém rồi, anh em mình giải tán đi. Nay đủ thứ chuyện trên đời rồi. Ra là nói về con bít để làm talk show mà ngồi nói chuyện đấy các bạn. Nó là như nào nhỉ? Khó lắm. Khó để tìm được một con bít nào mà mình kiểu cảm thấy nó ưng. Tại vì đôi khi mình phải bỏ con bít ra khỏi đầu xong rồi để mình ngồi nói chuyện. Chứ còn nhiều khi con bít mà nó mới quá mình cứ bị để ý vào cái nhạc đấy. Các bạn để ý, các bạn mà ngồi xem live stream nhé, nhiều khi các bạn sẽ không để ý con bít đâu. Tại vì nó quá quen thuộc buổi tối rồi, nó cứ thế mà nó chạy thôi anh em, cứ thế mà ngồi nói chuyện thôi. Chứ bây giờ mà đổi một con bít mới là nó ra vấn đề luôn đấy. Nó ra một cái mood khác ấy. À, tối nay có Moilix các bạn nhá. Bạn nào xem Moilix thì qua bên Nimo. Sau khi Moilix xong thì anh em mình sẽ tính xem chơi cái gì sau. Ok chưa? Cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn và gia đình tối thứ ba vui vẻ. Bye bye, chào cả lo nhà mình. Ngủ ngon các bạn nhá. Bạn nào mà xem tiếp thì qua bên Nimo, bye bye, chào cả lo. Ngày đêm vẫn cứ là đúng đời, chỉ mong dòng thời gian sẽ chậm chậm thôi, để xem lại đường đi đã rất dài. Đừng tự hỏi sẽ chung đến bao giờ, tương lai đâu có ai ngờ, và đừng lo vì một mai sau chúng ta sẽ cùng ra.